Xin chào mọi người. Hôm nay mình Úc Mít tiếp tục giới thiệu cho mọi người thêm một cái mẫu lồng chào màu, phải nói là cực đẹp, cực độc và cực lạ luôn nha mọi người. Đây là một cái lồng mà phải nói là mang đậm nét đặc trưng của bên lồng chim Minh Úc Mít luôn mọi người. Đây là một cây lồng chào màu form đấu, cái form mà đang rất là hot hiện nay. Thì đa phần anh em bây giờ gọi tới mình hỏi thì toàn hỏi form đấu không à anh em nha, rất là đẹp. Và cái điểm đặc biệt của cây lồng này là giật cấp ở cái vanh và các cái góc là góc bo nè anh em, bo tròn, nhìn nó rất là đẳng cấp. Thì đây là cái mặt trên của cái lồng, anh em nhìn nè, từ cái móc chút đầu rồng rồi mình gắn ở trên đây bằng đồng thau nha, rồi cái nậm vuông và các cái vanh đây anh em thấy nè, đi chút thủ công rất là cầu kỳ, rất là tinh tế và rất là đẹp. Che nè, để mình quay cho anh em coi cái độ già của cái che của cái mặt trên nè. Đó, anh em nhìn chút thủ công rất là láng, rất là đẹp, che rất là già ha. Cái mẫu này á, nhìn cái nóc vậy thôi chứ nó rất là chắc chắn nha anh em, tại vì mình đang cũng khá là chắc rồi. Nếu mà chích keo nữa thì cứng ngắt luôn, rất là ok. Rồi, và cái kích thước với lại cái size của cái lồng chào màu này á, thì mình nói luôn, đây là 19 nang, rộng 36, cao 45 phân, từ dưới chân này lên tới nóc là 45 nha anh em. Cái lồng này thì chạm dơi toàn bộ, từ cửa nè, từ cái tang, từ các cái bông gốc là đều chạm dơi, và nó đính thêm một cái mặt hổ phù ở cửa nè, nhìn nó hầm hố, nó vừa tạo điểm nhấn và nó cũng là cái khay rút học phân luôn đó mọi người. Đó, khi mà mình rút cái hổ phù này lên thì mình rút học phân ra, rất là đơn giản. Rồi, điểm đặc biệt ở cái lồng này á, là như mọi người thấy đây, con dơi, mọi người nhìn, nếu mà mình nhìn cái góc này á thì mình thấy con dơi nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Nhìn nó banh ra hai cái cánh, nó dang hai bên rất là đẹp, và đó cũng là hai cái bông gốc của con dơi ha. Còn các cái tang gốc đây nè là đều gốc bo hết, bo từ vanh, từ tang, từ chân, cho nên nhìn nó khá là mới lạ và độc đáo nha anh em. Còn đây là cái tang này, tang giật cấp form đấu này á, thì bây giờ để hầu như là hai cầu thẳng, hoặc là anh em nào mà chơi cầu gấp á, thì có thể để một cầu thẳng, hai cầu gốc hay là bốn cầu gốc vậy đó, nói chung là tùy anh em. Còn cái bộ cống mà theo lòng này á, thì mình gắn sẵn một cái bộ cống tàu đề can nè, tích hoa mẫu đơn nè, men chàm cũng khá là đẹp rồi nha anh em. Đây là cống đề can thôi, mà nói chung vô cái lòng này nó cũng rất là xứng rồi. Còn trường hợp mà anh nào thích chơi cống VIP hơn á, thì có thể đôn lên, nâng cấp lên các cái bộ cống tàu vẽ tay hàng cũ chính đường, rất là đẳng cấp, thì bên mình cũng có rất là nhiều. Thì cống tàu thì để mình giới thiệu sau nha, bây giờ tập trung vô giới thiệu cái lồng. Rồi, quay sơ cái lồng cho anh em coi nè, rất là gọn, rất là nhẹ đó, anh em thấy mình cầm trên tay một cách rất là đơn giản, nó nhẹ lắm, nó tầm cỡ 2kg hơn à, rất là nhẹ, tiện nữa, gọn nữa. Mà mấy cái góc bo này nè, nó trơn, cho nên khi mình cầm đi, mình vận chuyển đồ ok lắm, cái khả năng mà bị sức mẻ nó khó hơn mấy cái lồng vuông mà cạnh nhiều. Rồi, nó chứ cầm lâu cũng hơi mỏi tay nha anh em. Thôi giờ mình bỏ xuống đây, bỏ xuống rồi ngồi tán tiếp. Rồi, anh em mà quan tâm đến các cái mẫu lồng chào màu độc đẹp và lạ, hay là bất kể các cái mẫu lồng chim khác, thì có thể liên hệ với mình thông qua cái website là minhocmit.com, hoặc là cái fanpage là lồng chim Minh Úc Mít nha anh em. Rồi, cái clip này mình giới thiệu sơ về một cái mẫu lồng rất là độc, rất là lạ và rất là đẹp cho anh em coi. Hồi nãy giờ quên chưa giới thiệu cái đít cho anh em, thì bây giờ nhìn cái đít một chút. Đây là cái mẫu đít của cái lồng này. Đó. Quay luôn cái đít cho anh em coi, chứ nhiều khi anh em coi xong anh em nói là sao không quay cái đít. Quay hết cái phần trên thì phải quay cái hậu. Rồi, đây là cái phần hậu của cái lồng này. Rất là đẹp nha anh em. Nhìn chung thì cái lồng này ok rồi. Nuôi chào màu rất là đẹp và đi thi cũng rất là đẹp, gọn gàng, sạch sẽ, thoáng. Rồi, ở cuối clip á, có cái nút đăng ký, anh em chịu khó bấm đăng ký vô Minh Úc Mít đi, thì những cái mẫu lồng đẹp, lồng độc và lồng lạ, đặc biệt là những cái mẫu lồng mà nó gắn liền với cái thương hiệu Minh Úc Mít á, thì mình sẽ cố gắng liên tục ra những cái mẫu mới, mẫu đẹp để cho anh em tham khảo. Và nói chung là mua hay không thì không quan trọng đâu, chủ yếu mình tham khảo cho nó cái hot hiện giờ, rồi người ta đang xài cái phong cách như thế nào, rồi mình coi mình cho biết thôi, đam mê mà, chủ yếu đam mê thôi, đến với nhau vì tình cảm, còn chuyện mua bán tính sau đi anh em, vậy nha, hẹn gặp lại.